Ok, chào các bạn, lại là mình đây. Chào mừng các bạn đến một clip khác của mình ha. Hôm nay lần này là mình sẽ chia sẻ video về cái chuyến đi Hà Nội vừa rồi của mình. Hà Nội lẫn Sapa luôn, nhưng mà phần đầu tiên sẽ liên quan tới Hà Nội thôi. Và cũng như là chia sẻ một số ảnh vi mình đã chụp trong quá trình ha. Cùng xem nhé. Trước tiên là lúc nào mà trước khi lên máy bay mình cũng đều hay rất là thích quay những cái cảnh mà cất cánh máy bay và những cảnh mà chúng ta chu du trong những tầng mây. Lúc này đây là mình đã chuẩn bị đáp xuống sân bay Nội Bài rồi. Và Hà Nội mình chào đón mình cũng như một thời tiết không được tốt cho lắm. Một trời đầy mưa và trời mây luôn. Quay đúng không? Đây là con máy Olympus. Quay chọc là chết rồi, quay ngang cái gì tưởng quay story. Đây là con máy Olympus OM1 đặc biệt chọn để cho chuyến đi này đó. Thấy cầu kỳ không, vì cái bao da của nó là một bộ phận dính liền luôn, cho nên là mỗi lần mà muốn tháo phim, lắp phim cái gì đó phải gỡ toàn bộ bao da ra hết luôn. Chẳng nãy giờ chưa ra luôn. Hôm nay sẽ sử dụng là phụ Gold 200 của Đắc Gold. Giả sử quay clip gì mà quay nó tụt phim thì nó hài lắm ha. Quên chưa xiết lại ha. Kiếm cái rảnh nè, bỏ vô cái rảnh thôi. Đó, nó vừa thích cái rảnh rồi. Đầu lên phim, xiết vô. Sau đó mình dành thêm vài phút nữa là di chuyển về khách sạn để bớt đồ, sau đó là đi tham quan những cái văn miếu hay một số những cái điểm đặc trưng ở Hà Nội. Và bọn mình nghĩ đến là kéo một số anh em đồng nghiệp là đi tham quan Đinh Cà Phê nữa. Ok, thứ lỗi vì là nó hơi vàng một tí nha, do là mình ở trong phòng khách sạn, nó bị flicker rồi. Đợi xíu mình hơi chỉnh lại thông số một tí. Ok, hôm nay là mình sẽ quay clip nói về chuyến đi ngắn của mình lên Hà Nội này. Thì tranh thủ mình sẽ có 2 tiếng rảnh, thì mình sẽ tranh thủ mình muốn là chụp một số tấm ảnh phim. Hôm nay mình mang theo con máy Olympus và mang lab theo vì công việc nè. Hôm nay con máy mà mình sẽ chụp chính sẽ là con máy này. Đây là con máy, nhìn rất là đẹp đúng không? Đó, đây là bao da của hãng luôn. Đây chính là con máy Olympus, và mẹ của nó là chính là Olympus OM1 OM1 chắc cũng không lạ gì nữa rồi. Rất là xịn nha, gõ như vậy nè. Đó, đây chính là con máy nhân vật chính của ngày hôm nay. Thì mình sẽ chụp cho hết cuộn là sẽ bằng con máy này, để cùng xem cái ảnh nó ra sao ha. Ok, mình ngồi một tí chuẩn bị thì đồng bọn đã xuống nơi rồi. Tụi này lẹ lắm, mình chỉ cần bảo 5 phút có mặt ở phòng mình rồi cả đám cùng đi là chuyển thôi. Cực kỳ nhanh gọn luôn, không phải câu tốn nhiều thời gian gì cả. Trời ơi, sao nó tốn nên làm luôn, trời ơi. Trời ơi là trời. Nói chung theo kế hoạch là bây giờ mình sẽ đi dạo quanh cái phố cổ trước. Mình tham quan xong mình chụp hình vu vơ, rồi mình kiếm một cà phê 8 phút này nọ, xong tới 3 giờ quay lại. Kiếm cà phê on. Có chỗ luôn rồi hả? Đây nè, em có. Đẹp không, đẹp không? Được không? Chỗ bạn stress. Chỗ bạn, đứa bạn nó stress chỗ này. À, phòng này nhìn cũng ok ha, chỉ có điều là nó không có nhiều sáng á, nên nhìn chút nào cũng tối tối á. Không chỉ chơi tỉnh đó. Đây có phê sợ đi, đây 7 Quang Trung. 37 Quang Trung hả? Quang Trung rồi. Tại vì mình đang phố cổ là mình rất là tiện, ví dụ mình đi bộ là mình đi tất cả các nơi xung quanh của Hà Nội luôn á. Mấy cái nơi như nhà thờ cổ hay là mấy cái đặc trưng rất là có băng. Ồ, đây có phi á hả? Ồ, đây có phi. Đúng rồi, đây có phi. Ê, uống cà phê trứng không? Ở đâu? Đi ăn chỗ nào mà hợp lý á. Cà phê trứng không? Mà có uống cà phê trứng không? Chưa biết uống luôn. Chưa bao giờ đúng không? Ừ. Thì cà phê trứng nha. Chưa test nữa. Nó sẽ có một chỗ rất là nổi tiếng ở đây nè. Cà phê giãn vỏ thì nó hơi bị cũng ok, nhưng mà cà phê trứng cần nhất ở đây là cái gì quay giùm ha. Xin chào mọi người đã đến với channel của hôm nay chúng mình đang đi Hà Nội phố cổ ngày năm văn hiến ở đây. Ủa, có chỗ nào gắn không anh? Nó có cầm gì luôn hả?
Em cò kẹp vô mồm. Chỗ nào kẹp? Kẹp chỗ nào vậy anh? Có chỗ kẹp không? Có phụ kiện chứ. Phải có phụ kiện kẹp. Trên lầu rồi. Trời ơi, đi luôn đi. Đi luôn đi. Lộn đường hả? Cái gì vậy? Có đường nào cho người đi bộ không? Kéo kéo mình kia. Thắt mơ cái. Giữ vô kéo. Giữ vô cái kéo. Đó. Ok. Ghê. Đúng rồi. Nè. Ở đó hả? Á đồ. Á đồ. Ok. Hà Nội Sa Pa của nguyên một đám công ty. Nguyên đám công ty. Ngày nay sao? Tại mà nói lên gì vậy ta? À, the Light. Để nhớ thì đâu biết quay về vậy hả? Ờ, 128 hà, hàng bông. À, nhớ được. Sau khoảng nửa tiếng mình nghĩ là bọn mình đạt đường để cùng tìm được cà phê Tinh. Mà bên ngoài á, cái diện mạo của nó không phải là một quán để đường đi vô dễ dàng, khiến mình hơi nghi ngờ chút xíu. Cuối cùng cũng đi vô được cho biết thôi. Cái này ngoài đút lá nha. Là phải đi vô, ủa đi vô quán ta luôn vậy luôn hả? À, tầng 2 rẽ phải. Ngộ ha. Ok vậy đi thôi. À đi vô luôn á. Thì cứ đi thôi. Chứ sao vậy? À đúng rồi nè. Tầng 2 rẽ phải nè. Ủa cái này giống kiểu cái gì vô mình vô nhà anh ta vậy? Ừ đang để lại Mac 32 đúng không? Kệ đi. Giờ bán cà phê 7 đến 22 giờ. Ui open ô lên rồi nè. Đây là đinh cà phê. Rồi bây giờ sẽ review một chút về cái vị cà phê sữa đá sao ha, khác chứ cà phê Sài Gòn lắm không? Để coi. Chị uống cà phê mà cầm cái chai đó là sao? Cái này hết mình. Cái này tệ nạn nha. Cái này là của chủ clip. Rồi bắt đầu đi. Thấy đều lên, ủa đẹp quá ha. Là cái lớp sữa đặc về như dưới. Nhìn cái màu tiên thì như kia. Rồi thử đi. Mọi người đang trông chờ đó. Bất kỳ lúc nào á. Chưa tan hết sữa dưới đấy kìa. Chưa luôn. Thử không, múc miếng mũ á, múc mua lên thử á, múc mũi lên thử á. Sao rồi, nhăn mặt là sao? Chết rồi. Nhớ rồi, không ổn rồi. Thử, đang. Chưa thấm. Bắt đầu đang nhớ lại mình tuổi thơ. Không may, không khí của Hà Nội. Tức là mình cũng chả biết sao? Cái mùi vị thực sự của cái nick đó. Vậy phần 1 của chuyến đi sẽ kéo dài tới đây thôi ha. À, mình sẽ còn rất là nhiều hình ảnh với lại nội dung chuyến đi và sẽ làm cho phần 2, phần 3 vậy. Ok, bây giờ cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha. Và cùng xem một cái buổi tối chiều chiều ở bên phố đi bộ nghe đèn hát thôi. Cảm ơn các bạn nhé.
ôm kìa. À, là sao?